Mở đầu video mình gửi lời chúc sức khỏe đến hết tất cả cô chú anh chị và mọi người nha. Hôm nay nắng sáng rất là đẹp. Sáu đang xúc bờ xôi. Sao chứ gì đâu. Con kĩa không mà. Cái gì vậy? Cái nên 8 đại lần bò nữa. Bằng chồng từ cái hộp. Không, cái lá nó đáng bé nhưng mà nó to, nó ngon hơn mấy cái hộp nha. Cái này lên chim lắm á. Có hộp gieo là số 1 thôi. Dễ có mấy chồng gì đâu. Chồng là quế chi nó ngon, mấy chi chín già này chồng im hết hai. Sáng giờ mình chưa giới thiệu, đây là Thơ Nôi, con của Tám Nhàn. Chắc mọi người cũng đoán ra được rồi đúng không? Đây là chè với xôi là dọn lên đủ hết rồi. Hai con vịt nấu cháo đã chín. Nhà nhất quyết rồi luôn nha. Mới vừa gọi hai xúc câu với cái xô. Cái máy này là mới nè. Tay trái cầm không được rồi. Anh chút sao nó lọt cho vô nữa đi nha. Thôi đi. Chịu cái gì? Dưới anh cái sộn á. Nó dớt một cái là phỏng hết trơn hai người luôn á. Cô ra. Nãy có chuẩn bị sâu chưa? Cái này chắc cái ăn cỏ đâu để này để nó bớt quá. Đây nó còn nóng quá. Tôi sao mới ghé. Năm nay là sàn nước bao dồi. Khỏi ai chờ đợi đổ thừa. Không có chỗ. Ai lấy chưa? Bỏ đại đi, bỏ đại. Đâu rồi? Ba cái. Giờ này phụ nữ phụ nữ cho con bú còn chưa xuất hiện. Nhân vật dị giai quần chúng và nhân vật phụ gì đó nó ra trước. Trời. À, cô Sáu với chị Nam đang sắt chục cây chuối. Cô Sáu với chị Nam đang sắt chục cây chuối. Mà như có hai con vịt mà. Có dừa ngọt thì em muốn à. Chặt dừa đi, còn hồi cái uống cái trà đường đi, cái đổ vô ca nước dừa, ca nước đá. Khớ này hồi chuyện vô tay.
Rồi bác Hai. Bác Hai chưa qua tới. Quảng hoài mày. Sao bọn qua đây chính là quảng hoài ta. Nó mình lên rồi chơi. Ba vậy cũng đứng ra làm năm vậy. Đâu bác Hai đâu? Thầy ơi. Bác Hai chưa có qua. Hai con vịt đã cúng rồi. À, thường cái cúng vịt đó là con vịt nó phải đầy đủ hết. Chẳng hạn như ruột, mề, huyết, gan, rồi phải chéo cánh vậy đó, chéo cánh, chéo giò. Nãy nấm vô, nấm vuốt hả? Này là vịt nấu nấm. Nấu nấm. Rồi có ai chừa cái nấm mà. Cái này nấu nấm mà có mua nấm mà có bắp nữa. Bắp nữa dễ ăn lắm nhé. Chế bắp non. Bắp cũng cải nè. Ủa ông Hai. Ủa cái đâu? Sao? Thấy không? Ông Hai, biết ông Hai qua con nấu chè cho nước. Bữa nay có hai nhân vật lạ, Sulami với Sù. Trên đây vui mà, chứ có ai đâu, buồn. Lấy củ hành tây nhiều vậy. Ớt mật. Nay chợ nay hầm với ta. Thường là trời hầm vậy mà chiều nó dễ mưa lắm. Thì chiều nay anh Nhân về là mắc mưa cái chắc rồi, thôi mai về đi. Mai về chắc ăn. Chú kế mắm nêm này sang với lòng bò. Mắm ruốc nữa, tàu đó mắm ruốc. Mắm ruốc hả? Mắm ruốc, mắm nêm hai thứ. Cái này mực này hấp hả? Hấp gừng với hành. Ủa không có bỏ miếng vô hả? Bữa nay là thôi nôi con của Tám mà Tám mặc đồ nổi quá vậy. Mặc đồ nổi hơn nhỏ nha. Coi chừng nổi nồi, coi chừng nổi hơn nhỏ nha. Nhỏ nó còn dần khe luôn kìa. Bị nổi rồi hả? Làm nước mắm nè, bấm cháy vô cho cay, cháy mà bị gì? Người ngồi giống là mái vợ của Tám nhà. Ủa cái cục bắp của người ta tập trung lại luôn đi. Nó làm gì nó chia lên bốn cái nó nổi răng cho đã rồi. Đó, nghe vậy chín vàng khè đó. Nhỏ thổi bong bóng quá trời luôn. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong. Cái này nấu thập cẩm. Nấu thập cẩm tùm lum chứ. Nấm rồi trái bắp. Tàu hủ ki. Rồi cà rốt. Làm cho nó bóng tay luôn nha.
thôi bóc tay đi. Nó bóc cái bảo niệm đủ đủ. Ngoài đâu quắc ghê đâu quắc vậy nè. Có ngày Sony. Chỉ à, hôm nay đó hả? Hôm nay. Rồi bỏ điện thoại vô cho nó bóc. Chắc nó bóc cái điện thoại quá à. Bỏ vàng vô. Quá trời nó cuốn chặt nó kinh khủng. Nghĩa là nó đụ. Nghe con. Mấy con tặng quà cho con nha. Rồi bồng xe vô. Ê, xuống đây. Ngồi xuống con, ngồi xuống, ngồi xuống. Cảnh này có bồng xô nít vô không? Không, nó bắt mà cái này có mình nó bắt hả? Wow, từ từ từ. Trời quá rồi. Trời ơi, cái gì đây, lấy cái gì? Bốc gì đây? Ừ, cái gì? Cái gì nữa? Kiến. Rồi, bốc nữa đi con, lấy gì nữa đi. Cái gì? Ba món. Ồ. Bỏ xuống. Rồi. Bắt gì đây? Ồ. Xà quá không tới. Bắt xôi, bắt xôi hả? Xôi hả? Xôi. Đúng đó. Trời ơi. Bắt xôi, bắt xôi. Bỏ miệng. Bắt gì kỳ vậy đấy. Này. Trời ơi, đông đảo khán giả, cả ngàn khán giả coi. Nè, má hai lì xì. Chưa đi ra nó bắt con đi đấy. Chưa đi ra nó bắt đi. Đó, về. Rồi đã xuống đây. Bóc viết, lấy đầu bóc cái viết. Cộng tay kiếm, cộng tay cộng dây chuyền. Rồi ai có quà gì tặng đi. Quá rồi, quá rồi. Trời ơi, cầm đất chầm chầm nữa kìa nghe. Bởi vậy bỏ miếng đất không bỏ, bỏ cục đất chi. Bóc cái gì nữa? Nè, đi xin cái con nha. Trời ơi, chi luôn đây chứ giờ nó không biết cầm luôn rồi. Nó hốt cái đá nó sao rồi. Trời ơi, cho nó cầm đi. Rồi xôi không ăn, bóc lên, bóc xuống hoài rồi. Nó tạp ra đó. Rồi còn ai nữa không? Đông khán giả quá mà sao có mấy người. Khán giả quá mà sao có mấy người bỏ vô vậy? Hả? Khán giả nhí rồi à. Khán giả nhí này đứng văn trước mà phải cho nhiều mới được nè. Rồi, vỗ tay, vỗ tay. Rồi sau khi cúng xong thì giờ đang dọn ra. Hôm nay dọn ở dưới đây cho nó mát. Cái anh đứng đứng này là cột chèo với tấm nhàn. Mới vô anh cầu.
Hôm nay cho anh lên phim nha. Lên chụp hình cái máy kéo nó cây. À, mình có hai bàn. Có thêm món tấm nhàn, mua thêm gà nướng muối ớt nữa nè. Có vịt thì phải có gà. Người xưa có câu tay làm hàm nhai. Cho nên là mấy chị này làm là miệng lúc nào cũng nhai nhím nhím. Vậy tao nhai xương gum đó mày. Xương gum nhai hoài không nhả à. Đây là một nồi nước dừa. Nước dừa này mình nấu mình nêm nếm xong đặng hồi cái đó đó mình sắc á mình nhúng vô trong đây nè. Cái đu đủ xanh đó, cái mũ của nó đó. Nãy luộc bò, lòng bò này mình hái cái đu đủ xanh mình bỏ vô. Nãy mà trước khi để cái đu đủ nó cắm vô nó tưng 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 như vội đũa kìa. Để đu đủ vô cái nồi nó mềm phải không? Mềm. Cái con vịt này mình cúng hồi là mình phải lật vậy nè. Hồi nãy là lật nằm sắp xuống, giờ lật nằm ngang. Nhiều quá. Này hai chị em này đen đen không nha. Cho mấy đứa nhỏ ăn không? Sao gấp da mà nhiều quá vậy, ăn được không? Nhận xuống. Bắp ngon ha. Giờ em gan giả em thấy mấy thịt này sao em sợ quá. Có ba cái gan giả rồi. Không, nó bị mèo mà bởi vì nó biết gan giả nên tao hầm mì chơi rồi nè. Mực hấp mực hấp nắng. Trời đang nắng luôn, ngay chốc cái chảo mực luôn. Sáu đang nuốt cháo. Không có con gà nào kêu áo áo. Toàn là quýt. Cháo này cháo vịt hả? Vịt. À, cháo vịt. Tặng dạ Thắng. Dạ, bé à. Bé. Bé ơi. Bé bự. Bé bự vậy? Ờ, cái này được á. Đây sinh nhật của Dương Chính mà Dương Chính không có à. Sao bóp không? Hả? Sao có bóp không? Bóp ké không? Cái gì? Ừ, có bóp ké không? Chưa. Lấy nạt mẹ cho nó. Nạt cái da đồ chứ còn mà cái lòng thì ít ít thôi. Cái đen đen này là không biết kêu bằng cái gì nè. Cái khế. Cái khế nó màu đen sao? Cái khế. Ờ, cái khế mềm mềm ở trong cái đó. Rồi đây là bàn tiệc hôm nay gồm có vịt, vịt nấu cháo vịt, vịt nấu cháo trộn gỏi, chua cay, gà, muối ớt, vịt nấu hấp cẩm, lòng bò, nước dừa. Rồi đây là món thêm nhẹ thôi nha, mực hấp. Thêm nhẹ tại vì không có nhiều mà mình... Cái này có hai con hay gì? Ba con. Ba con. Ít mà mình gấp từ từ. Anh dít một cái hết luôn rồi. Dễ nhiều được anh ơi. Mình này muốn thêm mà, đâu phải muốn chín đâu. Đây là bàn của mấy bé đây. Hai đứa bé ngồi cuối, đằng kia là con của chị vợ của Tám Nhàn. Tại này bác chị ngán quá. Đưa cái ly không qua đây cho con. Đưa ly không qua đây. Đây là khai mạc thôi. Đưa đây con gót cho mẹ quá. Cầm tay cái cầm này cầm nó kia người ta đựng đây. Ăn luôn hả? Ăn không? Ngồi đi, chạy em vòng cho. Đủ rồi. Ngồi đi.
Ông hai vô, ông hai. Đây, đây, ông hai đây. Đây, anh nha, đứng chỗ rồi. Hả? Anh qua đó, anh đây. Bạn bên đây toàn là anh hai không nha. Bạn bên đây nhiều anh hai quá. Này phải quay cái tim với cái ăn được. Có ăn được không? Hấp mắt không? Cái đó mà không ăn được. Đúng rồi chứ. Phải uống ly không hay là con? Ly chứ con, đủ gì không? Rồi bạn bên đây không có ai ngồi hết. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình về. Ok. Em ăn rồi hai bạn luôn, em ăn bên kia giờ bị đổ rồi nè. Rồi rồi. Rồi em ngồi hai bạn. Hai bạn vô. Kêu con Nhi coi giấy cho con vợ Thuận ăn luôn. Ủa chị hai đâu? Hai chị. Hai hai. Nhi ăn Nhi. Đâu ạ? Con. Sao muốn học nghề đôi hay vậy? Hả? Thấy ai ngồi không? Ai vậy? Con nè. Chị Năm. Nãy ai nói mắm nêm này không ngon. Cái này là đúng mắm nêm á, còn mắm kia của mình là mắm gì? Cá linh. Ủa cái gì? Cái cơm. Giờ có xuất hiện thêm mấy nhân vật nữa. Chị bảy Dượng sáu Dượng sáu của bé Quyền. Sao vậy? Giờ mọi người ăn chập xế này để chuẩn bị lên đường. Lên đường về quê. Không có thịt vô. Để lấy thịt bỏ vô. Gì ngon rồi, cháo này ngon quá. Thịt ở trong còn nhóc. Thấy rồi nha, ăn một mình nha, thấy luôn. Vì ăn vừa ngốn. Đi ra ngoài ăn. Ai ăn ngoài? Nhân. Nhân. Mất ông dậu. Nè, gấp nó đi. Không 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 ăn vịt. Giờ mình cũng đói bụng rồi, chắc mình cũng phải làm một miếng quá. Con ăn nữa không? Ăn kêu mẹ múc cho. Múc cho nó miếng gì cháo, cơm gì đó. Nó ăn kìa em. Siêu nít nó cũng ăn nữa. Quá rồi, giờ này là ăn ngon nè, chứ sớm là ăn không ngon bằng. Chị Nam ăn cái gì? À, con bò nữa hả? Hâm lại. Đang hâm đó. Tăng tốc lên. Khè luôn hả? Khè luôn.
còn những cái món cù lại buổi sáng à, mà ăn rất là ngon nha. Ốc tô lòng bò nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Quất ly rượu nữa. Ăn lẹ về cầu bằng đa, kịp chuyến xe chiều. Rồi lại tiếp tục chia tay. Chia tay sớm bớt đau khổ. Ồ, đi mới về có hai cha con ra mở cửa. Ờ. À, thôi nồi này su nít lần sau là con của bảy. Gửi mốt tới cháu của anh hai, không biết khi nào. Chị Tư, chừng nào tới thôi nồi con của chị đó, con đó đó. Thôi ông Nhân ông buồn ngủ lắm rồi, đứa nào lên ngồi với ảnh đi. Có gì con nhéo hai lỗ tai cha con á. Trời ơi. Đi xe mới dễ ngủ quá, mát mát là dễ ngủ. Mới muốn sắp xếp xuống chơi cha ơi. Dạ. Rồi, phải chuẩn bị không có rủ ai, không có rủ ai hết, đi rủ ba thôi là đâu có ai dám xuống đâu ha mọi người. Thôi bye. Rồi đi. Đóng cửa lại. Rồi thôi ta cũng về luôn. À, ở biển ở núi về. Ở đồng bằng cũng về luôn nha. Về luôn. Đồng bằng về luôn con ơi. Rồi mình kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Trời nóng quá con nu nó ra đây nó nằm nè. Trời ơi nó nằm nó hưởng thụ ông ơi. Nè nu. Không ăn hả? Không ăn thôi. Cho ăn su.